Và khi mà em bắt đầu em biết em có em bé và em xác định là em sẽ có con, thì em suy nghĩ, em cũng nghĩ nhiều lắm. Em nói sao ta vì không có chuẩn bị cái tinh thần là mình sẽ có con, rồi bây giờ mình nuôi con sao, rồi em bé chăm sao, rồi nó nhỏ quá, rồi nói chung là lo lắm. Xong em nghĩ em sẽ mua cái chuông, cái lập lạc, khi mà em bé nó còn nhỏ thì em sẽ treo lên lên trước mặt nó, xong lắc cho nó nghe, để mà mình, em nghĩ là mình cho nó tập trung, nó nhìn á. Sau đó thì khi mà em bé nó biết đi thì em sẽ dùng cái chuông này em đeo vô cái chân đó, nghe được dạ, để mình nghe được cái lại bé nó đi đến đâu để mình còn quản lý nhà. Mình giữ em. Với em thấy những cái gì là khó khăn nhất khi phải chăm em bé? Cái cảm thấy khó khăn nhất là em chỉ sợ lỡ như nó đau bụng, hoặc là nó bị một cái biểu hiện gì đó mình không nhìn được cái nét mặt của bé, thì không biết làm sao mà mình biết được. Em chỉ sợ như vậy. Dạ, nhưng mà khi mà em nuôi em bé đó thì mình giống như cái sợi dây nối giữa mẹ và con đó, mình có cảm nhận được, ví dụ như nó khóc như thế nào là nó đau bụng, hoặc là nó khóc như thế nào là nó đói, ví dụ vậy, mình nghe và mình có thể cảm nhận được. Em nghĩ câu chuyện của em nó không có cái gì gọi là đặc sắc, nhưng nó rất là đời thường, nó rất là thực tế, và nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng, một cái động lực cho tất cả mọi người. Mình làm hết mình về cái gì mà mình đã lựa chọn là sẽ tốt đẹp.